quý người ta bán để nấu canh này các bạn. Đang ở xã đến trường, sắp tới đến trường trong một cơ sở đến trường ngày xưa mình học rồi. Phía trước các bạn thấy cái bảng đó là bánh đòn Vĩnh Hậu đến trường. Ngày xưa bạn bàn mình từ khu vực bên xã Vĩnh Hậu đó đi đò qua cái tuyến đò này để đến trường học. Thầy Phú còn làm hiệu trưởng đây không chị? Dạ, ai là hiệu trưởng? Ở đâu à? Em hồi xưa học ở đây. Dạ. Ở bên Châu Phong á. Ở bên Châu Phong là bất cập gì đó hả? Không, em học vào năm năm cuối lớp 9 là 2000 2001. Dạ. Dạ. Không, tại nhân tiện ghé thăm trường hỏi thầy cổng đây không? Tại vì nhà thầy trên đây nè, thầy tên Cẩm. Tên Cẩm. Em hồi xưa học cùng thời với thầy Dung con cô Đào. Dạ. Dạ. Đã thấy thầy quay rồi không biết ra tại không có tiếng học ở đây rồi. Dạ dạ. Sợ có gì bị la không rồi. Dạ. Em quay sơ sơ cảnh trường thôi chị. Cái này đập lâu chưa chị? Như vậy đó đó. Lâu rồi chị cũng không có nhớ đâu. Rồi, rồi cảm ơn chị. Phía sau còn có cái dãy trường. Trường khá là đẹp. Chưa, cái phòng học của mình năm lớp 9 á. Cái phòng đó. Phòng bên trái. Cái lỗ 8A1 bây giờ xưa 9A1. Thay đổi nữa. Từ xưa nó cũng mất kinh. Cái khu vực này mình xưa mình học thể dục nè. Các bạn bè cái co ở đây. Rồi. Xin chào các bạn nhé. Các bạn có bạn video khác.